Người dân Paris hạ nhiệt từ hồ nước nhân tạo Hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 7, nhiều người dân Paris đã đến hạ nhiệt trong các hồ chứa đầy nước. Đây là hồ nhân tạo Basin de la Villette, hồ xây dựng trên để nhằm phục vụ cho đông đảo người dân. Người dân địa phương đã tìm thấy các trang web là Paris Blacks, một giải pháp thay thế tốt nhất cho những người không thể ra khỏi thành phố để nghỉ phép. Vậy đứa nước phải đối mặt với lạm phát kỷ lục đã thúc đẩy giá của các nhu yếu phẩm cơ bản và khiến chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp với chi phí 20 tỷ euro. Đối với những người không có cơ hội đi nghỉ ngơi ở các khu vực khác thì tôi nghĩ hồ nhân tạo ở tại đây là một điều thật tuyệt vời vì họ có thể ở lại Paris và tận hưởng nước, hồ bơi, sân chơi cho trẻ em. Parisian Michel nói, các bãi biển nhân tạo bên bờ sông Seine ở trung tâm Paris và Bassin de la Villette là một hồ nước nhân tạo ở phía đông bắc của thành phố đã thành công lớn kể từ khi chúng được thị trưởng Paris là Bernard Arnault ra mắt vào năm 2002 năm nay trên các trang web cập nhật 6 hồ bơi trong Basin de la Villette để mọi người dễ dàng chọn lựa và Sunny đã có thêm nhiều hoạt động hơn. Du khách cũng có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến nước, chẳng hạn như chèo thuyền kayak. Khách du lịch người Hà Lan là Stan Wahabak chia sẻ, tôi cảm thấy thích thú khi có thể đi nghỉ ở Paris và thấy một khía cạnh vô cùng thoải mái của thành phố nhộn nhịp này.